Nga mở thêm chảo lửa, Ukraine cảnh báo kịch bản tại Abdiivka có nguy cơ lặp lại ở thành phố sườn đông NATO. Ukraine không ngừng mở rộng kho vũ khí nguy hiểm, Nga gấp rút tìm cách đối phó. Pháp tuyên bố ủng hộ Kiev không giới hạn, lập liên minh đưa quân tới Ukraine. cuộc xung đột Nga-Ukraine mở rộng chiến tuyến sang Sudan. Ukraine chặn đứng bước tiến của Nga ngay trong đêm tối. Ukraine tung át chủ bài khắc chế thiết gia vận của Nga. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong bài phát biểu do truyền thông Litva đăng tải, ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng, nếu tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành kế hoạch quân sự ở các nước vùng Baltic cũng là thành viên NATO, họ sẽ dũng cảm bảo vệ người dân của mình trước đối thủ vượt trội về cả kinh nghiệm và năng lực. Ông Kuleba cảnh báo, cuối cùng tôi nghĩ NATO sẽ chiến thắng. Tuy nhiên, hãy nhìn Bắc Mút, hãy nhìn Abdika, đây có thể là diện mạo của các nước vùng Baltic sau các cuộc giao tranh căng thẳng. Vinius sẽ không còn xinh đẹp nữa. Các thành phố Bắc Mút và Abdiivka ở phía đông Ukraine hiện do Nga kiểm soát. Moscow giành quyền kiểm soát Bắc Mút vào tháng 5 năm ngoái và lực lượng Kiev rút khỏi Abdiivka vào giữa tháng 2 vừa qua. Cả hai thành phố này đều đã bị tàn phá bởi những cuộc giao tranh kéo dài nhiều tháng giữa hai bên một số quốc gia NATO nằm gần biển Baltic, bao gồm Latvia, Estonia và Litva, sau này cũng giáp với vùng Kaliningrad của Nga. Thụy Điển cũng nằm ven biển Baltic và trở thành thành viên mới nhất của NATO. NATO đã cung cấp viện trợ quân sự trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Ukraine khi xung đột với Nga. Tuy nhiên, Liên minh và các quốc gia thành viên đã nói rõ rằng NATO sẽ không đối đầu trực tiếp với Nga. Theo điều năm của hiệp ước NATO, một cuộc tấn công vào một thành viên NATO được coi là tấn công vào tất cả thành viên còn lại. Ukraine hiện chưa phải là thành viên của liên minh. Trong diễn biến khác ở hướng Bắc Mút, Atemov, lực lượng vũ trang Nga tiến rất nhanh và bắt đầu mở các cuộc tấn công vào các khu vực lân cận của thị trấn chiến lược Chasovia, trong khi cũng đánh lui tất cả các cuộc phản công trong vô vọng của Ukraine. Theo báo cáo của truyền thông địa phương, các đơn vị Nga đánh từ Bắc Mút sang phía Tây Nam đã nắm quyền kiểm soát phần lớn quận Ivanovskoy, phần còn lại của nó nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine, hiện bị lực lượng hàng không và pháo binh Nga tấn công dữ dội. 80% Ivanovsky đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Nga, và tình trạng này làm phức tạp nghiêm trọng việc chuyển nguồn lực dự trữ của quân đội Ukraine sang khu vực này. Trong bối cảnh đó, giới phân tích cho rằng chiến dịch tấn công vào Chasovia rất có thể sẽ bắt đầu ngay sau khi các khu định cư xung quanh bị quân đội Nga chiếm đóng. Tuy nhiên, Chasovia là một cứ điểm kiên cố không kém so với Atemov. Do đó, nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, quân đội Nga sẽ rất khó khăn trong việc đánh chiếm thành công một thành trì lớn, được lực lượng vũ trang Ukraine dày công củng cố trong nhiều tháng qua. Nhưng những hành động gần đây cho thấy giới chỉ huy Nga hoàn toàn hiểu rõ điều này. Hiện các cuộc không kích đang được tiến hành dữ dội vào Chasovia. Điều này sẽ làm giảm đáng kể tiềm năng phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine trước thêm chiến dịch tấn công của quân đội Nga. Trong khi đó, lực lượng Ukraine ở ngôi làng Kristivska cũng đang nằm trong hai gọng kìm tiến công của quân Nga, đứng trước nguy cơ bị bao vây trong một nồi hầm khác ở vùng Donetsk. Khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã chính thức kết nạp Thụy Điển trở thành thành viên thứ 32 của Liên minh quân sự này, NATO-32. Việc Thụy Điển từ bỏ truyền thống không liên kết kéo dài hơn 200 năm và gia nhập NATO là một động thái khép vòng. Kịch bản NATO kiểm soát toàn bộ biển Baltic, giờ đây còn được gọi là Hồ NATO. Với thành viên thứ 32, NATO còn hoàn thiện vành đai phòng thủ của khối này kéo dài từ bán đảo Scandinavia Bắc Âu qua khu vực Trung và Đông Âu khối CEE đến tận bán đảo Ban Can của Nam Âu. Mở rộng các hoạt động tăng cường sự hiện diện quân sự của NATO thuộc sườn phía đông châu Âu, kết nối đến khu vực sườn phía bắc qua các tuyến đường sát of Fronten của Na Uy và tuyến Iron Ore, Thụy Điển, thông qua các hoạt động tập trận tăng cường liên khu vực. Cùng với một loạt dự án khác có thể thấy tham vọng của khối này nhằm gia tăng tối đa áp lực quân sự lên cánh châu Âu từ phía Tây của Nga. Không chỉ vậy, NATO còn thủ sẵn một đòn tiến công theo hướng trục nhằm thọc sâu vào khu vực ảnh hưởng truyền thống của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO của Nga. Đứng trước các bước tiến lộ rõ tham vọng khóa tay Nga từ phía NATO, chính quyền Tổng thống Vladimir Putin đã lập tức củng cố thế trận cài răng lực của họ với trọng tâm khắc chế cánh châu Âu của NATO. Nghiên cứu từ Viện RUSI của Anh cho biết, quân đội Nga đang được tái thiết một cách đáng kinh ngạc, mặc dù bị tổn hại không nhỏ trong cuộc xung đột ở Ukraine. Phía Nga vẫn đang duy trì tuyển dụng hơn 10.000 quân mỗi tháng, giữ mức cung cấp khoảng 1.500 xe tăng, cùng với khoảng 3.000 xe chiến đấu bọc thép các loại, phục vụ chiến đấu mỗi năm. Hạm đội biển Bắc của Nga đang liên tục được bổ sung vũ khí và nâng cấp hạ tầng quân sự tập trung vào nhóm căn cứ trên bán đảo Kola, giữa biên giới Na Uy và Phần Lan. Còn hạm đội biển Baltic ở vùng Kaliningrad thường xuyên tiến hành tập trận bằng các tàu được trang bị tên lửa hành trình, có độ chính xác cao như Kalib nhằm tạo gọng kìm với sườn phía Bắc của NATO. Tiếp theo, Nga dùng trận địa hạt nhân phi chiến lược ở Belarus cùng với kế hoạch gia tăng quân sự lên gấp đôi ở biên giới giáp NATO thuộc khuôn khổ tái thiết lập hai quân khu Moscow và Leningrad để kẹp giữa các sườn còn lại của cánh châu Âu mà NATO đang triển khai đối với thế trận trên Biển Đen đang có lợi cho các cuộc tấn công bằng drone cảm tử của Ukraine. Nga đã tạm lui về thiết lập quân khu hải quân mới ở biển Azov, nơi có thể tạo gọng kìm cản trở hướng tiến công thọc sâu từ Biển Đen đến biển Caspi của NATO. Nga cũng đã khống chế cánh bắc cực của NATO khi tăng cường lực lượng ở gọng kìm từ biển Barents đến biển Baltic. Phối hợp với Trung Quốc và Triều Tiên giữ lợi thế tuyệt đối về gian đe hạt nhân nhằm giữ cánh châu Á-Thái Bình Dương của NATO không gia tăng căng thẳng. Nhìn chung, thế trận một trục ba cánh của NATO đã trở nên hoàn thiện hơn với các hành lang kết nối từ cánh châu Âu đến cánh Bắc Cực thông qua sự tham gia của Thụy Điển. Tuy nhiên, dường như động thái này vẫn chưa đủ để tạo nên sự chênh lệch cụ thể trước thế cài răng lược từ phía Nga, ngay cả trong bối cảnh CSTO đang suy yếu. Trong một diễn biến liên quan khác, theo giới phân tích, với chuỗi tập trận lớn nhất của NATO kể từ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, với sự tham gia của hơn 20.000 binh sĩ tới từ 13 quốc gia, NATO đang muốn gửi một thông điệp cứng rắn và rõ ràng tới Nga rằng các thành viên liên minh sẵn sàng bảo vệ lẫn nhau nếu cần và liên minh sẽ bảo vệ toàn bộ lãnh thổ cho đến tận biên giới với Nga. Tại chuỗi tập trận này, binh sĩ và các phương tiện quân sự tham gia phản ứng với mọi kịch bản có thể xảy ra. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho hay, Moscow đang theo dõi cuộc tập trận mà Moscow coi là mang tính khiêu khích này. Thứ trưởng Grushko lưu ý, Moscow đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo khả năng phòng thủ của Nga trong bối cảnh hiện nay. Đối mặt với mối đe dọa gia tăng do UAV và tên lửa tầm xa của Ukraine, Nga đã hoàn thành việc sản xuất hệ thống nhận dạng mục tiêu tự động INISAI và hệ thống radar Vandai. Việc hoàn thành hệ thống nhận dạng mục tiêu tự động INISAI và hệ thống radar Vandai đã được Tổng Giám đốc Hiệp hội Sản xuất và Nghiên cứu ANMA Gennady Bendersky thông báo cho Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, trong khi hệ thống nhận dạng mục tiêu tự động hỗ trợ hoạt động cho hệ thống phòng không S-400, thì hệ thống radar Vandai hỗ trợ phát hiện và đối phó với UAV. Ngoài điều này, thông tin về hai hệ thống trên vẫn được giữ bí mật. Tuy nhiên, các bài báo từ truyền thông địa phương của Nga dẫn các tin tình báo nguồn mở cho biết, Hệ thống INSEI đã được phát triển cho hệ thống phòng không S-500 và có thể làm tăng thêm khả năng cho hệ thống S-400. Theo một số bài báo với tầm hoạt động lên tới 600 km và độ cao 100 km radar Yenisei, đa chức năng có thể xác định và theo dõi các tên lửa đạn đạo. Bốt chỉ huy sẽ nhận được dữ liệu mục tiêu, sau đó dữ liệu này được truyền cho các bộ phận khác chịu trách nhiệm theo dõi và loại bỏ mục tiêu. Chuyên gia quân sự Vizander Kastaku nhận định, ngoài khả năng giám sát 360 độ, radar còn có khả năng dừng và quan sát theo khu vực để phát hiện các mục tiêu siêu thành cỡ nhỏ. Hệ thống radar Vandai được thiết kế để xác định và theo dõi mục tiêu với tiết diện radar thấp. Radar đặc biệt này có thể phân biệt các UAV rất nhỏ với các vật thể trên không khác, vốn đóng vai trò cần thiết để ngăn chặn chính xác và vô hiệu hóa chúng. Hệ thống Vandai được đặt trên một phương tiện tự hành ba trục với một phần thân container. Các thành phần của tổ hợp này bao gồm một mô đun radar, một mô đun quang điện tử, một mô đun kiểm soát và một bảng kiểm soát từ xa, một mô đun xác định hướng cho các nguồn tín hiệu sóng vô tuyến và một mô đun đối phó. Nó cũng cung cấp khả năng liên lạc, nguồn cung điện cho chính mình. Thiết bị phát hiện quang điện tử, sóng vô tuyến và radar được kết hợp trong một hệ thống đặt trên phương tiện trên radar vận hành cùng lúc với mô đun tìm kiếm hướng tín hiệu vô tuyến để xác định các UAV và người vận hành nó, cũng như xác định các kênh kiểm soát và liên lạc của máy bay không người lái. Thiết bị này dẫn đường camera ảnh nhiệt về phía mục tiêu, mô đun quang điện tử tiến hành theo dõi mục tiêu và đánh giá hiệu quả đối phó. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã khẳng định tầm quan trọng của hệ thống tên lửa đất đối không trong kế hoạch quân sự ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh việc tận dụng cả hai radar này cũng như các hệ thống vũ khí. Ông cho rằng tầm bắn của vũ khí Nga sẽ ngày càng mở rộng. Thông báo trên được đưa ra giữa bối cảnh Ukraine tăng cường tấn công UAV nhằm vào các cơ sở của Nga ở phía sau tiền tuyến, khiến việc tăng cường phòng không của Moscow trở thành một nhiệm vụ cấp bách. Trong chuyến thăm gần đây tới Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Staff thông báo London sẽ cung cấp cho các lực lượng của Kiev 10.000 UAV. Theo ông Sharp, Anh sẽ triển khai các máy bay không người lái như một phần trong gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 325 triệu bảng. Đa số UAV này là máy bay không người lái FPV, chủ yếu được sử dụng để trinh sát. Theo Bộ Quốc phòng Anh, khoảng 1.000 trong số 10.000 UAV trên là máy bay không người lái tấn công một chiều. Trong một cuộc xung đột ở Ukraine, UAV là công cụ không thể thiếu để tấn công và giám sát, bù đắp cho sự thiếu hụt lực lượng mặt đất của Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thông báo hồi tháng 2 về việc thành lập một lực lượng máy bay không người lái, một sư đoàn mới trong lực lượng vũ trang Ukraine. Trong những tuần đầu của năm 2024, theo Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mikhailo Fedorov, các xe tăng của nga cũng như các hệ thống phòng không kho nhiên liệu và một số mục tiêu giá trị cao khác đã bị các đơn vị uav của ukraine phá hủy các uav với tầm hoạt động xa hơn hiện được sử dụng để nhắm vào các mục tiêu quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ nga chẳng hạn như các cơ sở hạ tầng có liên quan đến ngành năng lượng và các cơ sở sản xuất quân sự Thủ tướng Ukraine Denis Simhan cho biết hồi đầu năm 2024 rằng hơn 200 doanh nghiệp tham gia vào sản xuất UAV ở nước này. Các quan chức Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV hoặc hơn vào năm 2024 giữa bối cảnh khả năng công nghiệp tiếp tục tăng lên. Các đối tác của Ukraine cũng tập trung nỗ lực hỗ trợ nước này trong cuộc xung đột UAV với Nga. Một liên minh quốc tế đang làm việc để cung cấp 1 triệu UAV cho Ukraine vào năm 2025. Với việc kho UAV của Ukraine đang mở rộng, Nga cần mở rộng khả năng phòng không của mình bằng cách tích hợp các hệ thống như e INSA và Vandai nhằm thúc đẩy khả năng của S-400. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI công bố ngày 11 tháng 3 cho biết, nhập khẩu vũ khí của Trung Quốc trong giai đoạn 2019-2023 giảm 44% so với 5 năm trước đó, đưa nước này đứng ở vị trí thứ 10 trong danh sách những quốc gia nhập khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới. Nga cung cấp 77% nhu cầu của Trung Quốc, bao gồm động cơ máy bay và hệ thống trực thăng, tiếp theo là Pháp với 13% Bất chấp xung đột, Ukraine vẫn là nguồn cung cấp lớn thứ ba của Trung Quốc với 8,2%, cung cấp tua bin khí cho các tàu khu trục và động cơ cho máy bay chiến đấu huấn luyện hạng nhẹ L-15 của Bắc Kinh. SIPRI không cho biết lượng nhập khẩu vũ khí của Trung Quốc từ Nga và Ukraine thay đổi như thế nào sau khi Nga mở kế hoạch quân sự ở Ukraine. Các báo cáo trước đây của viện này cho biết, Ukraine chiếm 5,9% tổng lượng vũ khí nhập khẩu của Trung Quốc trong giai đoạn 2017-2021. Simon Schwezaman, nhà nghiên cứu cấp cao của chương trình chuyển giao vũ khí quốc tế SIPRI, cho biết Nga không thể thay thế Ukraine trong cung cấp một số thiết bị nhất định cho Trung Quốc. Wezeman cho biết nga không sản xuất các loại tua bin khí hoặc động cơ phản lực cho tàu và máy bay mà trung quốc thiết kế nga thực sự cũng phụ thuộc vào ukraine về những động cơ tương tự cho tàu và máy bay huấn luyện chiến đấu của họ lý giải về nguyên nhân hoạt động nhập khẩu vũ khí trung quốc sụt giảm báo cáo SIPRI cho biết do khả năng thiết kế và sản xuất vũ khí của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới ngày càng tăng sự sụt giảm này có thể sẽ nhiều hơn nữa khi nước này phát triển năng lực tự sản xuất ông weseman cho biết trung quốc đã nội địa hóa một số hệ thống trong vài năm qua chẳng hạn như động cơ cho máy bay chiến đấu và vận tải mà họ từng nhập khẩu từ nga và động cơ hàng hải từ ukraine pháp và đức ông weseman cho hay cuối năm ngoái các phiên bản máy bay tàu mới được lắp động cơ trung quốc đã đi vào sản xuất không cần nguồn cung từ nước ngoài Nhìn chung, châu Á và châu Đại Dương chiếm 6 trong tổng số 10 nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trong năm 2019-2023, gồm Ấn Độ, Pakistan, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc và Trung Quốc. Ấn Độ đứng đầu danh sách với 9,8% lượng vũ khí nhập khẩu toàn cầu, tăng từ mức 9,1% trong năm 2014-2018, phần lớn là do căng thẳng với Pakistan và Trung Quốc. Trong khi đó, Mỹ là nguồn cung cấp vũ khí lớn nhất cho cả Nhật Bản và Hàn Quốc các nước châu Âu gần như tăng gấp đôi lượng vũ khí nhập khẩu trong giai đoạn 2014-2018 và 2019-2023 với hơn 1 phần 2 số vũ khí do Mỹ cung cấp. Tờ Polico Mỹ và tờ Baltic News Service chi nhánh Litva đưa tin, Pháp đã xây dựng một liên minh gồm các quốc gia sẵn sàng điều quân đội tới Ukraine. Trước đó, Ngoại trưởng Pháp Stefani Sejone đã có mặt tại Litva, nơi ông gặp gỡ những người đồng cấp đến từ ba nước Baltic và Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba để củng cố ý tưởng rằng quân đội nước ngoài có thể hỗ trợ Ukraine. Theo Ngoại trưởng Pháp, quân đội các nước châu Âu có thể hỗ trợ Ukraine ra phá bom mìn. Trong cuộc họp, ông Sejone liên tục đề cập đến khả năng này và nhấn mạnh rằng điều đó đồng nghĩa với việc đưa một số lực lượng quân tới, nhưng không phải để chiến đấu. Theo Polico, cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn pháo nghiêm trọng, khiến việc ngăn chặn các đợt tấn công dữ dội của Nga trở nên khó khăn hơn. Phản hồi lại đề nghị của ông Cejonen, các bộ trưởng vùng Baltic đã ca ngợi Pháp có tầm nhìn. Ngoại trưởng Litva, Lesbegit cũng đã nhắc lại lời ông Cejonen, "Chúng ta phải vạch ra làn danh đỏ cho Nga, chứ không phải cho chính chúng ta. Không thể loại trừ bất cứ hình thức hỗ trợ nào cho Ukraine." chúng ta cần tiếp tục hỗ trợ Ukraine ở bất cứ nơi nào cần thiết nhất. Ngoại trưởng Estonia Margus Tesbakna thì nói rằng chúng ta đích thực cần một cách tiếp cận khác, một sáng kiến khác để tiến về phía trước trong vấn đề hỗ trợ Ukraine. Ngoại trưởng Latvia Krit Janis Karinis bày tỏ ý kiến rằng Ukraine hiện cần những thứ thiết thực như vũ khí, đạn dược và huấn luyện cho binh sĩ. Trước đó, theo tờ Le Monde, Tổng thống Pháp Macron đã gặp lãnh đạo các đảng phái ở nước này để thảo luận về tình hình Ukraine. Tại cuộc gặp, ông Macron khẳng định rằng không có giới hạn nào đối với sự hỗ trợ của Pháp dành cho Ukraine. Lemondi dẫn lời một quan chức tham gia cuộc họp cho biết quan điểm của Pháp đã thay đổi, không có làn danh đỏ hay giới hạn nào cả. Chỉ riêng ba nước Baltic gồm Estonia, Litva và Latvia, những quốc gia đang lo ngại trở thành mục tiêu tiếp theo của Nga sau thành công ở Ukraine tỏ ra cởi mở hơn với ý tưởng này. Ba Lan sau đó cũng thay đổi quan điểm. Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski mới đây tuyên bố sự hiện diện của lực lượng NATO ở Ukraine không phải là điều không thể tưởng tượng được. Ông Sikorski đồng thời đánh giá cao sáng kiến của tổng thống Macron bởi chính tổng thống Nga Vladimir Putin mới đang sợ hãi, chứ không phải chúng tôi sợ Putin. Hiện chưa rõ Warsaw có sẵn sàng gia nhập liên minh với Pháp nếu được đề nghị hay không phản ứng trước thông tin Pháp lập liên minh các nước có khả năng đưa quân tới Ukraine, ông Leonid Slutsky, người đứng đầu Ủy ban Duma Quốc gia Nga về các vấn đề quốc tế cảnh báo Paris đang đùa với lửa. Theo ông Slutsky, Tổng thống Pháp đã không từ bỏ ý tưởng đối đầu trực tiếp giữa quân đội NATO-Nga, bất chấp lập trường của đa số các thủ đô châu Âu, và đây là hành động rất mạo hiểm. Ông Slutsky đồng thời gọi ý tưởng thành lập liên minh đưa quân tới Ukraine là quyết định tự sát, và cho rằng nó chỉ có thể nhận được sự ủng hộ từ phía các nước Baltic, những phía không muốn mất vị thế dẫn đầu trong cuộc đua bài Nga. Việc ông Macron nói không còn làn danh đỏ hay giới hạn nào trong việc ủng hộ Ukraine, điều đó đồng nghĩa Nga không còn làn danh đỏ nào nữa với Pháp. Ngoài ra, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Yuri Hempel, lãnh đạo Ủy ban đối ngoại và quan hệ giữa các sắc tộc thuộc chính quyền bán đảo Crimea gọi liên minh mới gồm Pháp và các nước sẵn sàng điều quân đến Ukraine là hành động xâm lược. Ông Hempel nói, sáng kiến của Pháp là hành động gây hấn và bản thân Tổng thống Macron đang mắc sai lầm rất nghiêm trọng. Điều này có thể khiến sự nghiệp chính trị của ông ta sụp đổ. Ông Hempel đồng thời kêu gọi các chính trị gia ở châu Âu giữ vững lý trí và không bị lôi kéo vào những hành động thách thức của Paris. Mặt khác, trong một tuyên bố mới đây của quân đội Pháp cho biết, một tàu chiến và máy bay chiến đấu của Pháp cũng bắn hạ bốn máy bay không người lái chiến đấu đang tiến về phía các tàu hải quân của châu Âu trong khu vực. Pháp đã cùng Mỹ và Anh đồng loạt xuất kích bắn hạ hàng chục máy bay không người lái ở Biển Đỏ sau khi Houthi liên tiếp tấn công tàu chở hàng và các tàu khu trục trong khu vực. Trong suốt thời gian vừa qua, Mỹ và Anh với sự hỗ trợ của một số đối tác đã bắt đầu tập kích các mục tiêu của Houthi ở Yemen, nhằm gây sức ép buộc lực lượng này ngừng những vụ tấn công ở biển đỏ. Tuy nhiên, hầu thi tuyên bố chỉ xem xét lại các cuộc tấn công nhằm vào các hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế ở biển đỏ sau khi Israel ngừng tấn công Gaza. Theo tờ VKSZ, lực lượng đặc biệt Ukraine đang tham gia các hoạt động chiến đấu ở Sudan chống lại quân nổi dậy và là một phần trong chiến lược nhằm làm suy yếu các hoạt động kinh tế và quân sự của Nga ở nước ngoài. Tờ VKSZ viết đối với ukraine việc gửi quân tới châu phi là một cuộc phiêu lưu táo bạo mới một phần trong chiến lược nhằm làm suy yếu các hoạt động kinh tế và quân sự của nga ở nước ngoài khiến cuộc xung đột ở ukraine đang diễn ra trở nên tốn kém hơn cho moscow và định vị mình là một rào cản với nga kể cả ở những khu vực mà phương tây không muốn can dự trực tiếp theo tờ báo Trung tướng Abdel Fattah al-Burhan, chỉ huy quân sự của Sudan, đã đề nghị sự giúp đỡ từ Tổng thống Volodymyr Zelensky sau khi Sudan bí mật cung cấp vũ khí cho Ukraine vào năm 2022. VKSG trích dẫn lời một số binh sĩ Ukraine tham gia chiến dịch ở Sudan cho biết, vài tuần sau lời đề nghị của ông Abdel, lực lượng đặc biệt Ukraine đã tới Sudan và bắt đầu các chiến dịch đánh bật lực lượng nổi dậy khỏi thủ đô Khartoum tờ báo nhấn mạnh chiến tuyến trong cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga hiện đã mở rộng sang châu Phi. Khi cuộc xung đột ở Ukraine gần như bế tắc, một cuộc xung đột toàn cầu về vũ khí và nguồn lực kinh tế đang hình thành, khi cả hai bên đều rơi vào cuộc giao tranh có thể kéo dài nhiều năm nữa. Tuy nhiên, hoạt động này có rủi ro chính trị đáng kể với Kiev vào thời điểm mà sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine đang dao động. Ukraine đang vướng vào cuộc nội chiến ở Sudan, nơi hàng chục nghìn dân thường đã thiệt mạng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào cung cấp hỗ trợ vật chất đều phải chịu trách nhiệm liên quan đến hành động chống lại người dân Sudan. Trong một bình luận với VKSJ, giám đốc tổng cục tình báo Ukraine GUR Kirillo Budanov từ chối cho biết liệu binh sĩ có được cử đến Sudan hay không, nhưng giải thích lý do căn bản cho việc điều động họ. Ông nhấn mạnh: "xung đột vũ trang là một hoạt động mạo hiểm. Chúng tôi đang tiến hành một cuộc đối đầu toàn diện với Nga." Họ có các đơn vị ở những nơi khác nhau trên thế giới, và đôi khi chúng tôi tìm cách tấn công họ ở đó. Tờ báo lưu ý, quân đội Ukraine cũng đã bắt đầu huấn luyện binh sĩ Sudan. Một số chiến thuật tương tự đã giúp họ ngăn chặn lực lượng lớn hơn của Nga, bao gồm cả việc sử dụng máy bay không người lái. Đặc biệt, Ukraine đã giúp cung cấp máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng tấn công với độ chính xác cao tới Sudan vào tháng 2 vừa qua. Tờ WSZ cho biết, ảnh hưởng của Ukraine vẫn còn được cảm nhận ở Sudan. Trong những tuần gần đây, lực lượng của ông Abdel đã giành lại quyền kiểm soát phần lớn, ôm Duman, bước đột phá lớn đầu tiên của họ trong cuộc xung đột. Các chuyên gia cho rằng những thành công này phần lớn là nhờ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái chính xác, cũng như việc triển khai lực lượng tinh nhuệ của quân đội Sudan. Kiev gần đây cũng đã gửi một lô hàng thực phẩm đến cảng Sudan và lô hàng đã đến vào tuần trước. WSG kết luận, Sudan đã trở thành chiến trường trong cuộc xung đột Nga-Ukraine vì nước này giàu hai nguồn quan trọng là vũ khí và vàng. Trong các cuộc nội chiến thường xuyên xảy ra ở Sudan trong nhiều thập kỷ, vũ khí được đổ vào trực tiếp và gián tiếp từ Mỹ, Nga, Trung Quốc và các nơi khác. Kết quả là Sudan có rất nhiều vũ khí dự phòng vào đầu năm 2022 và Ukraine đang tìm kiếm tất cả các loại vũ khí mà nước này cần các cuộc tập trận lớn của NATO tại các vịnh hẹp lạnh giá ở phía bắc Na Uy có thể chỉ là trò chơi chiến tranh nhằm trao dồi kỹ năng chiến đấu của Liên minh quân sự 32 quốc gia mới được mở rộng. Nhưng đối với quân đội tham gia, đó là một cảm giác chiến đấu rất thật. Sau khi theo dõi xung đột ở Ukraine, hiện đã là năm thứ ba cuộc tập trận mới nhất này của NATO nhằm mục đích giải quyết mọi tình huống có thể xảy ra. Điều đó có thể bao gồm việc cố gắng khiến quân đội mất cảnh giác cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 20.000 binh sĩ tới từ 13 quốc gia. Cuộc tập trận do Na Uy dẫn đầu mang tên Phản ứng của Bắc Âu 2024 đánh dấu sự tham gia lớn nhất từ trước đến nay của Phần Lan trong một cuộc tập trận quân sự ở nước ngoài, với hơn 4.000 binh sĩ Phần Lan tham gia. Trong khi đó, ngày 7 tháng 3, chỉ vài giờ sau khi chính thức trở thành thành viên thứ 32 của NATO, Thụy Điển đã tham gia cuộc tập trận. Đối với hai quốc gia Bắc Âu trên, kế hoạch quân sự của Nga tại Ukraine đã khiến hai nước đảo ngược chính sách trung lập kéo dài, nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5 năm 2022. Theo giới phân tích, với cuộc tập trận lớn đang diễn ra, NATO đang muốn gửi một thông điệp cứng rắn và rõ ràng tới Nga rằng các thành viên liên minh sẵn sàng bảo vệ lẫn nhau nếu cần và liên minh sẽ bảo vệ toàn bộ lãnh thổ cho đến tận biên giới với Nga. Tại chuỗi tập trận này, binh sĩ và các phương tiện quân sự tham gia phản ứng với mọi kịch bản có thể xảy ra. Trong tuần, các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu khu trục Normandie, một trong những tàu chiến hiện đại nhất của Pháp, nhận nhiệm vụ săn lùng và tiêu diệt một tàu ngầm lẻn vào vùng biển lạnh giá của Na Uy. Tàu ngầm Đức đóng vai mục tiêu giả định tấn công một tàu sân bay Italy Giuseppe Garibaldi gần đó bằng ngư lôi. Chỉ huy tàu Normandie Đại úy Thomas Vương chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với hãng tin nước ngoài, sau khi giả soát trên không bằng trực thăng NH90 và dùng hệ thống radar định vị của tàu khu trục nhỏ, chúng tôi đã thành công phát hiện ra tàu ngầm địch. Chúng tôi ra lệnh tàu khu trục nhỏ phóng ngư lôi và phá hủy tàu ngầm. Tất nhiên mọi thứ đều là giả định. Chỉ huy Thomas cho biết thủy thủ đoàn Nomandai gồm 146 thủy thủ không nhận được cảnh báo trước về cuộc tấn công của tàu ngầm Đức để nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng của họ trong môi trường khắc nghiệt phía trên vòng Bắc Cực. Cuộc tập trận thực sự bổ ích vì chúng tôi được trải nghiệm mức độ thực tế rất cao, nhằm chuẩn bị tốt hơn cho các đơn vị của mình. Các vịnh hẹp là một môi trường đặc biệt có đặc điểm nhiệt độ khác với những gì chúng ta biết ở Đại Tây Dương. Việc huấn luyện quân sự tại đây đem lại kinh nghiệm vô cùng quý báu, đại tá Thomas nói. Về phần mình, thứ trưởng ngoại giao Nga Alexander Gurusko cho hay Moscow đang theo dõi cuộc tập trận mà Moscow coi là mang tính khiêu khích này. Thứ trưởng Gurusko lưu ý Moscow đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo khả năng phòng thủ của Nga trong bối cảnh hiện nay. Trang Min In trích dẫn đoạn video cho thấy máy bay không người lái UAV thuộc biên chế lữ đoàn cơ giới số 47 Ukraine trong khi hoạt động ở khu vực tiền tuyến đã phát hiện một nhóm binh sĩ Nga xuất phát từ làng Stepove đang di chuyển dọc con đường hướng tới khu dân cư Berichi giữa đêm tối. Chiếc UAV sau đó tiếp tục theo dõi hướng di chuyển của nhóm binh sĩ Nga, đồng thời gửi dữ liệu về Bộ Chỉ huy Ukraine. Lực lượng pháo binh Ukraine triển khai ở tiền tuyến liền sử dụng đạn pháo thông thường và đạn chùm M864 để vô hiệu hóa nhóm binh sĩ đối phương. Theo Min in u đạn M864 quân đội Ukraine sử dụng trong đoạn video trên là khí tài được tập đoàn General Dynamics nghiên cứu chế tạo trong thập niên 1980 và đưa vào biên chế trong quân đội Mỹ kể từ năm 1987. M864 nặng 46,3 kg, dài 920 mm, đường kính 155 mm, M864 có thể chứa 48 quả đạn nhỏ M42 và 24 đạn M46 lớn hơn. Tầm bắn xa nhất của loại đạn này đạt 29,4 km. Ukraine có thể là quốc gia mạnh về sản xuất và cải tiến máy bay không người lái, nhưng Nga đang làm phức tạp thêm những nỗ lực của Kiev nhằm chiếm ưu thế trên không. Những người điều khiển máy bay không người lái ở Ukraine đang đối mặt với hai thách thức lớn trên chiến trường giữa bối cảnh xung đột đã bước sang năm thứ ba Ông Taras Chumut, giám đốc quỹ Comeback Alive Foundation, hỗ trợ quân đội Ukraine cho hay. Theo ông Chumut, các phi công điều khiển của Ukraine không thể phóng hàng chục nghìn UAV cùng lúc, hay nói đúng hơn là Kyiv cần phải triển khai máy bay không người lái từng chiếc một. Ông Chumut cho hay, đây là một bất lợi. Ngoài ra theo ông, vấn đề thứ hai là đối phương có thể gây nhiễu tần số thông thường bằng các thiết bị tác chiến điện tử điển hình được thiết kế cho nhiệm vụ này. Đó là lý do tại sao những người vận hành giao kinh nghiệm thường tìm kiếm và thay đổi tần số cho phù hợp với từng khu vực cụ thể trên tiền tuyến. Ukraine cũng đang học hỏi chiến thuật tác chiến điện tử của Nga và tìm cách thích nghi để đối phó với chúng. Chuyên gia Samuel Bendet thuộc Trung tâm Phân tích Hải quân CNA có trụ sở tại Mỹ cho biết, bất kỳ nơi nào có khoảng trống trong tác chiến điện tử, nhiều máy bay không người lái có thể triển khai trên bầu trời bất cứ lúc nào tác chiến điện tử là một phần trong cách Nga và Ukraine đang tiến hành để đối phó với các đội máy bay không người lái của nhau, đặc biệt là các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, FPV, đang ngày càng phổ biến. Các hệ thống tác chiến điện tử có thể can thiệp vào việc nhằm mục tiêu của UAV và gây nhiễu tín hiệu vệ tinh dẫn đường cho các phương tiện không người lái một nhà quan sát quân sự nga cho biết những người điều khiển fpv của ukraine đang thay đổi tần số và đặt hàng sản xuất công nghiệp với thông số thay đổi này từ các nhà máy nước ngoài người này thừa nhận các hệ thống tác chiến điện tử của chúng tôi không phải lúc nào cũng hiệu quả để đối phó với chúng khả năng chống chịu của uav trước các thiết bị tác chiến điện tử phụ thuộc vào loại thiết bị mà đối phương sử dụng bao gồm cả tần số Ông Chomut cho biết những nỗ lực trong tác chiến điện tử có thể bị phản tác dụng bằng cách tăng số lượng tần số được sử dụng. Một nhà quan sát quân sự khác của Nga cho biết các máy bay không người lái FPV của Moscow đang bị chế áp bởi chính các hệ thống tác chiến điện tử của chúng ta xung quanh thành phố Abdiivka khi chỉ có khoảng 30% phương tiện không người lái tiếp cận được khu vực mục tiêu. Các nguồn tin Ukraine cũng cho rằng quân đội Nga đã chuyển máy bay không người lái FPV của mình sang tần số khác với tần số thường được sử dụng bởi các hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine, đặc biệt là các phiên bản di động, ông Bendet nhận định với Newsweek. Cả hai bên dường như đều tin rằng đối phương đang sản xuất nhiều FPV hơn, nhưng rất khó để xác minh con số chính thức. Sau khi giáo hoàng Francis nói Kiev nên có dũng khí dương cờ trắng và đàm phán để chấm dứt xung đột, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã tuyên bố không bao giờ đầu hàng. Ông Kuleba nói, quốc kỳ của chúng tôi mang màu vàng và xanh dương. Đây là lá cờ chúng tôi sẽ sống, chết và chiến thắng cùng. Chúng tôi sẽ không bao giờ dương lá cờ nào khác. Ngoại trưởng Kuleba bình luận sau khi hãng tin Reuters tiết lộ một phần nội dung cuộc phỏng vấn giáo hoàng Francis dự kiến công bố ngày 20 tháng 3 khi được hỏi quan điểm về cuộc tranh luận giữa những người khuyên Ukraine nên từ bỏ xung đột vì không thể đẩy lùi các lực lượng Nga với một bên là những người cho rằng bước đi như vậy sẽ hợp pháp hóa hành động của kẻ mạnh nhất. Phóng viên cũng dùng cụm từ cờ trắng khi đặt câu hỏi. Giáo hoàng bày tỏ, đó là một cách giải thích, đó là sự thật. Nhưng theo tôi, kẻ mạnh nhất là người nhìn vào hoàn cảnh, nghĩ đến mọi người, thể hiện sự can đảm, dương cờ trắng và đàm phán. Từ thương lượng mang ý nghĩa can đảm, khi bạn thấy mình bị đánh bại, rằng mọi việc không được suôn sẻ, bạn phải có can đảm để đàm phán, cũng theo người đứng đầu Vatican, tiến trình đàm phán giữa Ukraine và Nga nên diễn ra với sự hỗ trợ của các cường quốc thế giới. Dư luận cho rằng đây là lần đầu tiên giáo hoàng Francis sử dụng những từ như cờ trắng hay bị đánh bại khi đề cập cuộc xung đột quân sự ở Ukraine. Mặc dù trước đây ông từng nói về sự cần thiết của những cuộc đàm phán, trước đó giáo hoàng khẳng định đàm phán không bao giờ là đầu hàng. Theo Ngoại trưởng Kuleba, trong xung đột giữa tốt và xấu, mạnh mẽ nhất là người chọn đứng về phe tốt thay vì đặt hai bên ngang hàng và gọi đó là đàm phán. Ngoại trưởng Kuleba cảm ơn giáo hoàng Francis đã luôn cầu nguyện cho hòa bình và hy vọng ông sớm thăm Ukraine. Phát ngôn viên Vatican Matteo Bruni trước đó đã nói giáo hoàng Francis đã mượn cụm từ cờ trắng của phóng viên nhằm thể hiện mong muốn các bên chấm dứt xung đột và đạt hòa ước thông qua dũng khí đàm phán. Bên cạnh đó, Tổng giám mục Sviatoslav Sepchuk, người đứng đầu giáo hội công giáo Ukraine, cũng phản đối quan điểm của giáo hoàng. Trang web của giáo hội Ukraine dẫn lời ông Sepchuk phát biểu từ New York. Ukraine thương tích nhưng chưa bị khuất phục. Ukraine kiệt sức nhưng vẫn đứng vững và sẽ đứng vững. Tin tôi đi, không ai có ý định đầu hàng cả. Trong khi đó, theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn các quan chức tôn giáo ở nước này ủng hộ binh sĩ Kiev bằng những lời cầu nguyện và bảo vệ. Ông Zelensky nói trong thông điệp video đêm 10 tháng 3, ám chỉ đến phát biểu gây tranh cãi của giáo hoàng. Đây thực sự là những gì của giáo hội bên người dân, không giống như lời hòa giải ảo ở cách xa 2.500 km.